Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 ạ. Chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này khi mà sang cuối tháng 7 này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe ạ tổng hấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 859 triệu ạ. Sang cuối tháng 7 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 1 tỷ 799 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 60 triệu tiền mặt anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này làm mấy đòi đang là 2 tỷ 045 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 626 triệu ạ Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 989 triệu Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 570 triệu thôi ạ Còn tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 2 tỷ 026 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 607 triệu còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 008 triệu. Trả góp thì đang là 589 triệu ạ. Đó chính là phần giá xe và tổng bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này đang là dài đang là 4,670, rộng là 1,90 ạ, còn cao là 1,650. Còn chiều dài cơ sở đà dài đang là 2m873 đấy ạ Về tổng thể chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao em nhá Về phần mặt đầu xe của chiếc xe GLC 200 này thì thiết kế của nó thì nó qua không quá góc cạnh đâu ạ Tạo ra phần đầu xe cảm giác nó rất là sang trọng và lịch lãm Phong cách ngôn ngữ của Mercedes đấy ạ Và còn về phần mặt lưới cơ lăng nó, nó sẽ có hai thanh nhập chrome rất là to bản Ôm trọn lấy logo của Mercedes tạo ra phần đầu xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn đấy ạ. Về phần cản trước của chiếc xe này có thanh nhập chrome rất là to bản anh em nhá. Còn về phần uh, cụm đèn phía trước nó sử dụng là uh, đèn led đấy ạ, nó sẽ đèn full led cho cả đèn cốt đến đèn pha và có dài đèn led ban ngày rất là dài như này giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn ạ. Các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này nó sẽ có cảm biến uh, góc trước 6 mắt Chiếc xe GLC 200 nó sẽ không có camera 360 độ đâu ạ Còn về phần sườn xe của chiếc xe này thì nó không có dầu lỗi quá nhiều đâu Nó sẽ ăn nhập với cả phần đầu xe Tạo ra chiếc xe cảm giác nó rất là sang trọng và lịch lãm đấy ạ Còn về phần bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm Vành mịt 8 inch, 5 chấu kép thiết kế kiểu mới ạ Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này Phân bố được phanh điện tử LD Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Và rất nhiều tính an toàn nữa anh em nhé về phần sườn uh, xe nó tích hợp thêm đó chính là có bậc lên xuống bằng nhôm đấy ạ. Về gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. Còn về chân kính của chiếc xe này là sẽ là chân kính trên và chân kính dưới đều có thanh nẹp chrome rất là to bản chạy từ phần đầu xe đến phần đuôi xe. Còn tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Còn về phần trần uh, xe nó sẽ là trần phẳng, sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ. Và nó sẽ có giá lóc hai thanh. Tạo ra chiếc xe có sẽ được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn đấy ạ. Còn uh, về phần đuôi xe của chiếc xe GLC 200 này thì nó cũng không, không quá góc cạnh, quá sập nổi quá nhiều, tạo ra chiếc xe nó rất là hài hòa về phần đuôi xe đấy ạ. Về chiếc xe này thì nó sẽ là có cốp nó sử dụng là cốp cốp điện. Cốp điện nha, cốp điện này ạ. Đây, mở cho anh cho em xem này. Đây. Đó, cốp điện nha. Cốp hàng ghế thứ ba thì anh em có thể để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái đấy ạ. Và nổi bật về phần đuôi xe đó chính là có uh, cụm đèn. Cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhé nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ thiết kế cụm đèn phía sau thiết kế theo kiểu dạng là dạng 3D anh em nhá thiết kế rất là nổi bật vào cho phần đuôi xe đấy ạ Đó. các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe GLC 300 này nó sẽ là có cảm biến lùi sau mắt và có cả camera lùi đấy ạ đây quay cho em xem này và nó có thanh nẹp chrome rất là to bản ôm chọn lấy hai cái bô giả của chiếc xe GLC 200 tạo ra chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn đấy ạ giờ sẽ ngoài quay cho em về tổng quan về phần đuôi xe đây phần đuôi xe của chiếc xe này thiết kế nó rất là nổi bật anh em nhá về tiếp theo giới thiệu cho anh em sang mức theo nhiên liệu ạ Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 11,47 lít, ngoài đô thị đang là 7 ,18 lít 18, kết hợp trung bình đang là 8 ,77 lít 77 thôi ạ. Cho chiếc xe động cơ 2.0 rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Giới thiệu cho về phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe GLC 200 nó sẽ có hai màu nội thất cho lựa chọn là màu vàng be và cái và màu đen đấy ạ. Màu vàng be như này thì nó sẽ là không gian nội thất rất là rộng rãi và sang trọng đấy ạ. Ghế nó sử dụng là ghế da nhé Ghế da ngồi rất ôm ghế đấy ạ Và ghế được chỉnh điện Nó sẽ có điều chỉnh lưng ghế này Đó. Ngồi rất là thoải mái anh em ạ Giờ sẽ quay cho em về bên cánh cửa này Cánh cửa của chiếc xe này nó sẽ là có nhớ ghế 3 vị trí này Quá cửa, chốt kính nên xung kính cho bốn cánh cửa đấy ạ Không gian nó có không gian màu vàng be Giờ sẽ giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này Hàng ghế thứ hai nó giống như hàng ghế đầu tiên nhé Ghế sẽ được, được uh, bọc da màu vàng be Và thích hợp thêm hàng ghế thứ hai đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ Ok, sắp đi sâu bên trong giới thiệu cho anh chi tiết hơn về hàng ghế thứ hai ạ Về hàng ghế đầu tiên ạ Về vô lăng của nó sẽ là vô lăng ba chấu ạ Được bọc da sờ rất mềm mại ạ Thích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại rảnh tay Điều chỉnh âm lượng Có cả cruise control Đó chính là ga tự động ạ Và nó sẽ có cả giới hạn tốc độ nữa em nhé và chiếc xe này nó sử dụng là túi khí nó sử dụng là 7 túi khí đấy ạ. Ừ. Về bản hồ tắp lô của chiếc xe này nó sử dụng bản hồ tắp lô khá là cơ bản thôi Nó không phải sử dụng bản hồ tắp lô điện tử Không phải sử dụng bản hồ tắp lô điện tử em nhé Về phần màn uh, hình giải trí của chiếc xe này thì nó sử dụng là màn hình cảm ứng 10,25 inch Có kết nối Apple, carplay Play và Auto Android ạ Ngoài ra thì nó có thể điều khiển bằng giọng nói ấy. anh em nhé Khẩu lệnh là Hey Mercedes đấy ạ Còn đây là hệ thống điều hòa này Hệ thống điều hòa chiếc xe này sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng đầu đập cho bên ghế lái và bên ghế phụ các cửa gió điều hòa có viền xung quanh mạng chrome rất là sang trọng nhầm nhá phần gỗ đây ạ phần à, uh, phần phần nhôm về chiếc xe này nó sẽ là có đèn nội thất 64 màu đó. về hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp đấy ạ còn đây là bảng điều khiển trung tâm này hộp số nó sẽ chuyển về cần cần điều khiển về phía trên chúng cần gạt mưa đấy ạ đây là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Về phần động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2.0 với công suất cực đại nó đang là 197 mã lực trên cho 6100 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 320 Nm trên cho 4000 vòng trên phút ạ. Tốc độ có thể đạt được từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 7,8 giây thôi ạ. Tốc độ tối đa có thể đạt được đó chính là 217 km/h nhá. Các tính an toàn của chiếc xe này thì có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh cẩn cấp BA, cả biến lùi, cả biến góc trước và rất nhiều tính an toàn nữa đấy ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có màu đen như mình đang xem này, màu trắng này, màu xanh, màu đỏ, màu xám ạ. Màu nội thất thì nó màu đen và màu vàng bè ạ. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 rất là chi tiết cụ thể rồi. Và video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Mercedes cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 2 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép em ra dừng video ở đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa em ạ